Vai diễn The Batman đã làm khó Robert Pattinson như thế nào? Điều gì khiến nam diễn viên Peter Dinklage chỉ trích kịch liệt bảy chú lùn trong Bạch Tuyết bản người đóng? Chưa hết đâu, bạn có biết rằng ở Trung Quốc, phim Fight Club đã được chính quyền sở tại mông má lại cái kết? Đáp án cho toàn bộ những câu hỏi trên, và hơn thế nữa, sẽ được giải đáp cho bản tin cuối cùng của năm Tân Sửu này. Nhớ xem đến hết video nhé, vì chúng mình có một thông báo vô cùng quan trọng ở cuối đấy. Còn giờ thì cùng mình bắt đầu với các tin đầu tiên thôi. Tại buổi phỏng vấn với tạp chí Movie Maker, Robert Pattinson đã chia sẻ về hành trình đến với The Batman, cũng như những khó khăn mà anh gặp phải trong quá trình bấm máy. Cụ thể, đạo diễn Matt Reeves đã nhắm Robert qua màn thể hiện của anh trong tác phẩm Good Time và nói với anh rằng: "Tôi muốn xây dựng một Batman thật sự đen tối." Lúc bấy giờ, nam diễn viên chưa từng thử vai cho bộ phim chuyển thể từ truyện tranh nào và không hề biết gì về tiến trình của dự án. Phía đại diện của Robert cũng cảm thấy không ổn khi anh đột nhiên làm người rơi. Nhưng sau cùng, tất cả những mối quan ngại ấy vẫn không bằng một chữ duyên. Theo lời của ngôi sao chạng vạng, trong quá trình bấm máy, Matt Reeves yêu cầu anh quay lại cảnh rất nhiều lần và anh đặc biệt gặp khó khăn với chiếc mặt nạ người rơi. Có rất nhiều thứ phải chú ý về ngôn ngữ cơ thể để phối hợp với chiếc mặt nạ. Ví dụ, nếu bạn trách quá nhiều về việc ánh sáng thì nó sẽ trông lố bịch cực kỳ. Bạn sẽ chẳng khác nào đang mặc một trang phục Halloween. Nhưng chỉ cần dịch xuống 2mm thôi là mọi chuyện đã khác rồi. Để chinh phục được nó, Robert đã mất rất nhiều thời gian để học cách cảm nhận và phản ứng với ánh sáng. The Batman tập trung vào hành trình phát triển nhân vật tiêu đề để chống lại âm mưu của tên phản diện Riddler để bảo vệ thành phố Gotham. Phim dự kiến chào sân Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 3. Được biết, đây là tác phẩm độc lập về người rơi dài nhất với 2 tiếng 55 phút thời lượng phim. Nếu bạn là fan của người rơi thì đừng bỏ lỡ video này của chúng mình nhé. Trước khi đến với tin tiếp theo, hãy cùng mình ngó qua bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần trước. Tiền truyện là phim Để Viện Ăn Khách The Kingsman tiếp tục trụ vững hạng 5. Phim thu về 1,8 triệu đô doanh thu từ các phòng vé. Sức mạnh tình yêu và 3,5 triệu đô đã đưa Redeeming Love lọt top 5 bảng xếp hạng, giúp phim đứng ở vị trí thứ 4. Hạng 3 thuộc về Sinh Vật 2 khi góp thêm vào con số tổng 128,4 triệu đô sau 5 tuần công chiếu. Với 12,2 triệu đô doanh thu, Scream, phần mới nhất của chuỗi phim lừng danh, đã khiến các đối thủ phải khóc thét và nhường lại vị trí á quân. Dù bị áp đảo trên bảng xếp hạng tuần trước, nhưng No Way Home lại rất nhanh lấy lại phong độ và trở lại vị trí dẫn đầu với mức doanh thu 14 triệu đô. Đáng tiếc, không phải người nhận nào cũng may mắn như Peter của Tom Holland. Có phiên bản Spider-Man chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nên hãy ghé qua câu chuyện về người nhện của James Cameron trên sóng phê phim để tìm hiểu thêm nhé. Còn bây giờ, các bạn còn nhớ làn sóng truyền thông xoay quanh dự án Bạch Tuyết live action của Disney? Khi hãng thông báo rằng nhân vật tiêu đề sẽ không còn làn da trắng như tuyết, mà thay vào đó sẽ mang nét Latin chứ? Chi tiết đổi mới bị chỉ trích đã đành, thì mới đây, nhà chuột có bị đưa lên thớt vì một yếu tố tuân theo nguyên tắc nữa cơ. Vừa qua, trên sóng podcast WTF, Peter Dinklage đã thẳng thắn chỉ trích dự án Snow White live action của Disney. Cụ thể, anh gọi Disney là đạo đức giả, cho rằng hãng thể hiện cái nhìn lạc hậu về người lùn qua việc giữ nguyên chi tiết bảy chú lùn sống trong hang động. Trước đó, nam diễn viên 53 tuổi đã rất bất ngờ khi nhà chuột chọn một nữ diễn viên người Latin cho vai Bạch Tuyết. Được biết, anh nói rằng động thái này cho thấy tư duy tiến bộ, không phân biệt sắc tộc của hãng, trái ngược với góc nhìn lạc hậu về người lùn. Trước những chỉ trích của ngôi sao Game of Thrones, Disney phản hồi rằng để tránh đi theo khuôn mẫu của bản hoạt hình, hãng đã tìm hướng tiếp cận khác cho bảy nhân vật và đã tham khảo ý kiến của các thành viên cộng đồng người lùn. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ nhiều hơn khi dự án chính thức đi vào sản xuất sau thời gian dài ấp ủ. Được biết, dự án được chỉ đạo bởi Mark Webb, đạo diễn của 500 ngày hạ và 2 phần The Amazing Spider-Man. Phim có sự tham gia của Rachel Zegler trong vai nàng Bạch Tuyết và Wonder Woman Gal Gadot trong vai Hoàng hậu. Snow White Live Action dự kiến khởi quay trong năm nay và hiện chưa bất kỳ thông báo nào về lịch phát hành cụ thể. Nếu là gương thần, các bạn sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi ai là người đẹp nhất thế gian của Hoàng hậu Gal Gadot? Để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình và các bạn khác cùng biết về nhé. Tiếp theo, các bạn có kế hoạch gì cho Tết chưa? Giao thừa năm nay không được đi xem pháo hoa hay các sự kiện countdown thì cũng đừng buồn nhé, vì sau đây là những tựa phim siêu hay trên Netflix để các bạn có thể xem trong Tết. Nếu có thể đưa những nhân vật từ trang sách ra ngoài đời thực, bạn sẽ triệu hồi ai? Một danh nhân lịch sử, một nhà khoa học lỗi lạc hay một siêu anh hùng? Được chọn thì dễ rồi đúng không? Thế nhưng nhân vật chính trong Inkheart lại không hề biết gì về năng lực đặc biệt của mình. Từ đó, anh vô tình kéo ra một tên ác nhân rồi lại đưa vợ mình vào cuốn sách. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta sẽ tống khứ tên ác nhân và cứu vợ như thế nào? Trên thế giới, liệu có những ai khác cũng sở hữu năng lực này? Tất cả sẽ được Inkheart hé lộ vào ngày 1 tháng 2 tới. Bạn đang sốt ruột quẹt phải ứng dụng hẹn hò vì không muốn trải qua thêm một kỳ Valentine lẻ bóng? Vậy thì The Tinder Swindler sẽ là lời nhắc nhở thân thiện dành cho bạn đấy. Đây là một bộ phim tài liệu dựa trên sự kiện có thật, kể về một tên lừa đảo trên Tinder. Trong vai một ông trùm giàu có,
phong độ, hắn đã lừa hàng triệu đô từ những cô gái cả tin qua nền tảng hẹn hò trực tuyến. Thế nhưng, những cô gái này cũng không phải dạng vừa, họ đã bắt tay và cùng nhau lên kế hoạch khiến kẻ lừa tình phải sập bẫy. Mùng 2 tháng 2 tới, mở Netflix xem phim để tìm câu trả lời và tự rút ra cho mình bài học rằng dù có vã đến đâu thì cũng đừng để con gì làm mù con mắt nhé. The Right kể về hành trình tìm đến đức tin của Michael. Vì không đủ tiền chi trả cho đại học, Michael bị buộc phải theo học để trở thành linh mục, dù anh không hề tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay một đấng tối cao. Trớ trêu hơn là cha Lucas, người thầy hướng dẫn của Michael, đã bị quỷ nhập trong một buổi trừ tà. Do đó, anh trở thành hy vọng duy nhất để cứu thầy. Vậy thì liệu Michael có thành công trục xuất con quỷ trước khi nó giết chết cha Lucas và chuyển sang mục tiêu tiếp theo? Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì hãy bật thông báo cho The Right các bạn nhé! Chuyển sang tin tiếp theo, việc những bộ phim chứa các yếu tố nhạy cảm như là bạo lực, tình dục, chính trị bị cắt hay cấm chiếu là không có gì quá xa lạ. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nghe đến một trường hợp phải thay đổi cả cái kết để qua kiểm duyệt chưa? Sau 23 năm phát hành, cái kết của Fight Club đã được chỉnh sửa để vượt ải kiểm duyệt khắt khe của Trung Quốc. Lưu ý, phần tiếp theo của bản tin sẽ spoil cái kết của Fight Club, nên nếu bạn chưa xem phim thì hãy tua đến mốc thời gian này nhé. Ok, trở lại với các tin nào. Trong bản gốc, tác phẩm kinh điển của đạo diễn David Fincher kết thúc với cảnh người dẫn chuyện giết chết nhân cách Tyler và chứng kiến những tòa nhà sụp đổ bởi Project Mayhem. Trong khi đó, ở phiên bản do nền tảng trực tuyến Tencent Video sản xuất, cảnh này đã bị cắt và thay bằng dòng chữ chạy trên màn hình. Qua các bằng chứng do Tyler cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra ra toàn bộ kế hoạch và bắt giữ tất cả tội phạm, thành công ngăn chặn vụ nổ. Sau cùng, Tyler được đưa đến trại tâm thần và được thả ra vào năm 2012. Phiên bản chỉnh sửa được cho là phù hợp với văn hóa Trung Quốc và cũng là cái kết phổ biến cho các tác phẩm truyền hình chứa yếu tố bạo lực và tội phạm tại quốc gia này. Trước Fight Club, nhiều cảnh trong Bohemian Rhapsody bị cắt vì đề cập đến việc thủ lĩnh nhóm Queen là người song tính. Lord of War của Nicolas Cage cũng giảm 30 phút thời lượng và kết thúc với dòng chữ kẻ buôn lậu vũ khí thừa nhận tội ác và nhận án tù chung thân. Sau khi Tencent tung cái kết mới, nhiều khán giả tỏ ý không hài lòng. Có tài khoản bình luận trên Weibo như sau: Fight Club mà thiếu cảnh đó thì chẳng còn nghĩa lý gì. Có người thậm chí có liên hệ tới tác phẩm kinh điển khác rằng tương tự như vậy, Ocean 11 hẳn sẽ bị gông cổ hết và cả gia đình của bố già cũng bị tống hết vào tù. Tuy nhiên, tác giả Chuck Palahniuk đã xác nhận với trang TMZ rằng cái kết này sát hơn với tiểu thuyết gốc của ông. Trong nguyên tác, những quả bom Tyler không hoạt động, nhân vật chính đã tự bắn mình và thức dậy trong trại tâm thần. Cá nhân bạn thích phiên bản nào hơn và tại sao? Để lại bình luận ở phía bên dưới cho các bạn khác cùng thảo luận nhé. Tiếp theo, cùng chuyển sang phần điểm tin về những cập nhật mới nhất về các dự án phim sắp tới. Hậu truyện Mortal Kombat tìm được biên kịch. Theo tin độc quyền từ Deadline, ekip sản xuất hậu truyện Mortal Kombat đã bổ sung thêm biên kịch Jeremy Slater, người thường tham gia các dự án nổi tiếng khác như The Umbrella Academy hay mới nhất là Moon Knight của Marvel. Mortal Kombat được chuyển thể từ tựa game ăn khách cùng tên. Phần phim đầu được phát hành song song tại rạp và trên HBO Max vào tháng 4 năm 2021 và đã đạt top 1 doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ ngay tuần đầu chào sân. Đạo diễn Bong Joon-ho và Robert Pattinson hợp tác trong phim mới. Deadline đưa tin, đạo diễn của Parasite và ngôi sao Trạng Vạng đang trong quá trình đàm phán hợp tác cho tác phẩm chưa có tiêu đề. Được biết, phim được chuyển thể từ tựa sách Mickey 7, dự kiến xuất bản vào quý đầu năm nay. Đây là câu chuyện viễn tưởng xoay quanh một người đàn ông trên chuyến thám hiểm đi đến thế giới băng Niflheim. Cuốn tiểu thuyết được miêu tả là sự kết hợp giữa The Martian và Dark Matter. Chris Evans và Dwayne The Rock Johnson tham gia Red One. Giữa tuần qua, Deadline xác nhận rằng Chris Evans sẽ lần đầu tiên hợp tác cùng The Rock trong dự án mới của Amazon mang tên Red One. Được biết, phim thuộc thể loại hài, phiêu lưu hành động và hứa hẹn mở ra cả một vũ trụ mới cho khán giả tha hồ khám phá. Red One dự kiến bấm máy trong năm nay và ra rạp vào Giáng sinh 2023. Chi tiết về nội dung của phim hiện chưa được Amazon hé lộ. Vì vậy, nhớ theo dõi Phim News để cập nhật những thông tin mới nhất về tác phẩm này nhé! Trong khi nhiều tác phẩm khác chỉ một năm là có hậu truyện, một số franchise lại khiến fan tò mò ngóng trông hơn cả một thập kỷ. Nếu bạn là fan của Hellboy, thì mình có một cập nhật khá tích cực cho các bạn này. Trả lời phỏng vấn với The Independent, nam diễn viên cậu cội Ron Perlman cho rằng đã đến lúc để thực hiện Hellboy phần 3. Cụ thể, ông nói, tôi có háo hức đóng Hellboy 3 không? Không, tôi đã sang đầu 7 rồi. Nhưng chúng tôi nợ người hâm mộ và đen trả cho họ một cái kết hoành tráng. Thế nên Guillermo à, nếu bác đang đọc những dòng này, thì nhớ là tôi sẽ còn giục bác đến tận cùng đấy. Bộ đôi Perlman và Del Toro đã dựng nên cả một tượng đài với Hellboy 2004 và Hellboy 2 The Golden Army năm 2008. Tuy nhiên, phần hậu truyện đáng tiếc đã trở thành một quả bom xịt khi thu về không đến 200 triệu đô doanh thu toàn cầu so với 85 triệu đô kinh phí sản xuất. Vì vậy, thất bại tại phòng vé khiến phía nhà sản xuất đi đến quyết định đắp chiếu phần cuối của bộ ba phim. Năm 2019,
franchise này đã được reboot, nhưng Perlman từ chối tham gia vì vắng bóng đạo diễn Del Toro. Người hâm mộ dường như cũng đồng tình với lựa chọn trung thành của nam diễn viên. Do đó, có thể nói rằng bản reboot đã thất bại từ trước khi phim được sản xuất vì không ai mong đợi nó chào đời cả. Nếu bạn chưa xem phim thì hãy xem qua video review này của chúng mình để hiểu rõ hơn tại sao nhé. Nhưng sau cùng, có lẽ các fan và Ron Perlman sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa vì hiện tại, đạo diễn Guillermo del Toro đang khá bận rộn với các dự án riêng của mình. Mới đây, ông vừa cho ra mắt tác phẩm Nightmare Alley và sắp tới là bộ phim nhạc kịch Stop Motion Pinocchio. Cuối cùng là thông báo nhỏ nhỏ mà mình đã đề cập ở đầu video. Tuần tới, phim sẽ cho lên sóng một số nội dung cũ mà chúng mình tin là vẫn phù hợp và đáng được chia sẻ. Dĩ nhiên, những video này sẽ đều trải qua quá trình cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mới nhất. Bên cạnh đó, đây cũng là một cách để 500 anh chị em phê team yên tâm nghỉ Tết bên người thân mà không phải mất ngủ vì deadline, trong khi vẫn đảm bảo được sức khỏe cho kênh. Và bản tin phê phim news đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng phê phim trong suốt thời gian qua. Niềm vui của các bạn vừa là động lực, vừa là mục tiêu mà chúng mình luôn hướng đến. Phê phim chắc chắn sẽ không thể có ngày hôm nay nếu thiếu mọi người. Vì vậy, hy vọng bạn và gia đình có một cái Tết tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn sau hơn một tuần nữa. Chúc mừng năm mới. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.